Tôi mong muốn tòa xử kịch khung đối với hai người này, kể cả là tử hình đối với con gái tôi, bởi vì hành vi của chúng quá dã man và tàn độc. Vâng thưa các bạn, đó là lời của một người mẹ tại phiên tòa xét xử. Tại sao bà lại có phản ứng gay gắt như thế đối với chính cô con gái của mình? Cô ta đã gây ra những tội lỗi tày đình gì? Mời các bạn hãy dành ra ít phút đồng hành cùng chương trình Kỳ án Đông Tây để tìm hiểu về tội ác ghê rợn trong vụ án đầy thương tâm đang nhận được sự quan tâm của công chúng nhiều ngày gần đây. Nguyễn Thị Lan Anh, cô nữ sinh 18 tuổi từng bỏ ngang việc học để lấy chồng sinh con, bất chấp sự khuyên răn của gia đình, 22 tuổi ly hôn, bỏ con trai lại cho chồng rồi biệt tích. Bà Dự sinh Lan Anh vào năm 1991, khi con gái vừa được 12 tháng tuổi, hai vợ chồng bà ly hôn. Bà còn trẻ, năm đó vừa tròn 22 tuổi, bế Lan Anh về quê mẹ ở thôn Võng La, xã Võng La, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội sinh sống. Nhiều thanh niên trong làng để mắt tới bà, muốn tính chuyện qua lại, nhưng bà không đồng ý. Vì thương Lan Anh, bà chấp nhận ở vậy. Dành cả tuổi thanh xuân để nuôi cô con gái. Học hết cấp 3, Lan Anh thi đỗ vào trường Cao đẳng Y Hà Nội. Trong khi chờ điểm, Lan Anh lại một mực đòi lấy người chồng làng bên dù chưa đủ tuổi kết hôn. Sinh con trai đầu lòng, tổ chức đám cưới, bà Dự đến nhà chồng xin cho Lan Anh tiếp tục việc học để có tương lai về sau. Con trai vừa được 3 tuổi rưỡi, vợ chồng Lan Anh xảy ra mâu thuẫn, cô bỏ đi biển biệt một thời gian rồi về xin mẹ cho ly hôn chồng. Bà Dự ban đầu không đồng ý, nhưng Lan Anh vẫn nhất quyết không nghe, đứa con trai để lại bên nhà nội nuôi nấng. Ly hôn, Lan Anh bỏ đi làm ăn xa, một thời gian sau lại quay về. Năm 2016, cô đưa anh Trần Ngọc S ở Hải Dương ít hơn 2 tuổi về ra mắt. Anh S quyết định cưới Lan Anh, thường xuyên lui tới nhà bà Dự ăn cơm ngủ lại. Một ngày trước đám cưới, gia đình hai bên chuẩn bị mâm cỗ tươm tất. Lan Anh bất ngờ mang bụng bầu 6 tháng bỏ trốn. 2 tháng sau, Lan Anh tìm về, nói với mẹ rằng con không hợp, đám cưới này không thực hiện được mẹ ạ. Cô đã chuẩn bị 15 triệu để bỏ thai, bà Dự khuyên ngăn con, trách mắng, nhất quyết không cho bỏ. Lan Anh sinh con tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, đặt tên là Nguyễn Ngọc Minh Minh, một viên ngọc sáng. Con mới 3 tháng tuổi, Lan Anh bỏ lại cho bà nuôi. Lần thứ 3 đứng trước những việc hệ trọng trong đời, còn bà lại chọn cách rũ bỏ trách nhiệm. Bà Dự dồn tình yêu vào chăm sóc bé Minh. Một năm sau, Lan Anh trở về với một chiếc bụng bầu và chồng sắp cưới mới là bị cáo Nguyễn Minh Tuấn. Lan Anh kết hôn lần 3 và sinh con gái với Tuấn, chung sống tại quận Đống Đa. Bé Minh vẫn sống cùng bà ngoại tại huyện Ngoại Thành, thi thoảng được mẹ đón lên chơi. Bé vui vẻ, hay cười nhưng bị chậm nói, đến 3 tuổi vẫn chỉ ê a được những câu ngắn, đơn giản, yêu mẹ, yêu bà, con ngủ, con ăn. Sợ Lan Anh không rõ thói quen của Minh, người mẹ ngày đôi 3 lần nhắn tin, gọi điện dặn dò. Minh thích ăn cơm chan, thịt xé nhỏ, tắm cho bé xong, con nhớ lau khô đầu, sấy tóc bằng nút nhẹ nhất, tối đi ngủ thay quần áo mềm cho Minh. Bà Bảo từng cảm thấy rất mừng, nhớ những lần trò chuyện về việc chăm sóc Minh, mẹ con bà gần gũi hơn rất nhiều. Ngày 5 tháng 3 năm 2020, Lan Anh gọi điện thoại xin đón Minh về chơi. Bà theo thói quen, chuẩn bị một vài bộ quần áo đẹp và đồ ăn vặt cho vào ba lô Minh, dặn ngoan, hôn má âu yếm. Bà đã không biết, đó là nụ hôn cuối cùng. Kể từ khi lên ở với bố mẹ, bé thường xuyên bị Tuấn và Lan Anh bạo hành vì cho rằng con bướng bỉnh. Sáng ngày 29 tháng 3, bé Minh đòi ăn bánh gạo, bị Tuấn phạt quỳ trong chậu nhựa đến 2 giờ hôm sau. Tuấn và Lan Anh sử dụng ma túy cùng nhau, 6 lần dùng cán chổi nhựa, kim loại, kim khâu đánh khắp người con. Bé Minh bị chấn thương sọ não nặng, tử vong trước khi được đưa vào bệnh viện. Sau khi xảy ra sự việc, người dân sống gần khu nhà của Tuấn và Lan Anh thấy có xe cấp cứu nên tưởng có người bị Covid-19. Họ gọi điện cho công an thông báo. Công an phường xuống tìm hiểu sự việc và mời Tuấn cùng Lan Anh đến trụ sở. Từ đây, tội ác của hai người này mới được phơi bày ra ánh sáng. Trong phiên tòa ngày 18 tháng 11, khi cáo trạng được công bố, bà Dự là người đầu tiên bật khóc, sau đó là Lan Anh. Tại tòa, hai bị cáo đều kêu oan, thừa nhận việc đánh Minh, xong nói bé tử vong là do bị cảm. Lan Anh nói Tuấn là người hiền lành tốt bụng, chưa từng đánh mắng Minh. Trong khi tự bào chữa, cô vẫn cảm ơn chồng vì thời gian chung sống là quãng đời hạnh phúc nhất, không nhắc tới mẹ đẻ. Bào biện cho động cơ của mình, hai bị cáo nói một phần do bực tức bà Dự trước đây ngăn cản hôn nhân, đồng thời bà có đời tư phức tạp ảnh hưởng tới tâm lý của bé Minh Minh. Lan Anh nói, tôi có một tuổi thơ bất hạnh, mẹ ruột không yêu thương dạy dỗ. Ôm mặt khóc nhìn đứa con vừa dứt lời, bà Dự than, con có thể xin khoan hồng, nhưng đừng nói những điều sai sự thật về mẹ. Lúc này, bức thư tay bị cáo viết nhiều năm về trước, được bà gấp gọn, cất giữ hơn 5 năm, lại được mở ra trong phiên tòa. Trong thư có đoạn, điều ngu ngốc nhất trong đời con, chính là việc
Có lúc con nghĩ rằng mẹ không yêu con, không thương con. Hãy nhớ, mẹ còn có một đứa con gái như con, luôn dõi theo mẹ và yêu mẹ vô cùng. Khi bị viện kiểm sát đánh giá thái độ và lời khai không thành khẩn, đề nghị phạt tù chung thân, Lan Anh bật khóc quay ra phía mẹ chắp tay quỳ lại. Cô cuống quýt nói xin tha lỗi, tiếp tục quay sang phía bố Tuấn, dập đầu nói: "Con đã cướp đi con trai duy nhất của bố mẹ, tất cả là lỗi của con, kiếp sau con xin báo đáp." Lần thứ ba, nữ bị cáo quỳ lại mẹ đẻ, xong chỉ khóc. Bà Dự quay di ảnh bé Minh về phía hai bị cáo nói: "Người con cần xin lỗi là con gái của con, không phải mẹ." Căn phòng bỗng yên ắng, nhiều thành viên trong hội đồng xét xử, đoàn luật sư và những người tham dự cúi mặt lau nước mắt. 4 lần Lan Anh quỳ gối, 2 lần xin lỗi mẹ đẻ, 1 lần xin lỗi bố mẹ chồng và lần cuối cùng xin bà Dự viết đơn giảm án cho Tuấn. Suốt quá trình diễn ra phiên tòa, không một lần bị cáo xin lỗi người con đã khuất của mình. Có người đứng lên, vừa khóc vừa lên tiếng: "Xin lỗi Minh Minh đi, người cần được xin lỗi là Minh Minh." Người khác nói thêm: "Thế mà nó không xin lỗi con bé một câu." Người xưa từng nói: "Hổ dữ không ăn thịt con." Thế mà người phụ nữ này lại đối xử tàn độc với chính đứa con gái mà mình mang nặng đẻ đau. Cô ta đã từ chối thiên chức làm mẹ, trách nhiệm làm con, tự tay đập đi tình mẫu tử thiêng liêng cao quý. Và cuối cùng cô ta sẽ phải trả giá, bị dày vò đau đớn bởi tòa án lương tâm của chính mình. Còn pháp luật cũng đã xử lý thật thích đáng và không bao giờ nhân nhượng cho những tội ác vô nhân tính như vậy. Kỳ án Đông Tây được thực hiện bởi Báo Pháp Luật Việt Nam đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo.